chào anh toàn thể anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em chế một con xe ba bánh từ một chiếc xe máy cũ nhé, máy quay tàu cũ nhé. Đây, thì em đang gióng nó sơ qua nó gần như là hoàn chỉnh rồi. Thì em hướng dẫn tất cả các anh em để anh em nhìn qua thôi là anh em có thể tự gióng được. Đấy, anh em nhớ thế hai kênh thì anh em đăng ký kênh nhé. Để sau về nó cái gì hay nữa sẽ phải đến anh em được. Anh em cứ đăng ký kênh nút góc. Còn anh em mua hàng anh em liên hệ 036 4011 683, hàng là ship COD toàn quốc nhé. Rồi hôm nay em sẽ giới thiệu sơ qua một chút để cho anh em lắm được chế như nào. Đấy. Đầu tiên nếu mà anh em muốn chế được ấy, thì anh em cắt cái đuôi ra, đuôi quay zim ấy. Anh em mua hộp số đảo chiều tiến lùi này. Đấy, đây là bộ nha. Thì combo một bộ em bán là hộp số này, hai khớp vận năng này, hai khớp nhá, một hộp số mạnh nữa, mới lại bộ đôi lốp, mới lại cầu khớp khiếp tân tật. Đây, nói chung là không có bộ khung thì em bán là 7 triệu. Đấy, còn nếu anh em mua không có hộp số mạnh này thì có hộp số này, cầu nước lốp mới và tất tật bộ kia là 5,5 triệu nhá. Để em báo giá chuẩn cho anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại nhá. Đây, còn cái kích thước ấy, thì là chế thì là đây, khi anh em đã bắt cầu mới nhít vào rồi nhá, cầu nhít rồi tất tật các thứ vào rồi thì anh em đo lại cho em nhá. Đây, anh em cắt, anh em một anh em làm như này và hộp số đấy, anh em hàn trực tiếp vào kia đấy, hàn trực tiếp vào nhá thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, thì sau anh em gái hộp thì là nó dễ nhất đấy. Đang tìm kích thước đấy. Đấy, còn anh em tất cả anh em phải bắt gá nó hết được toàn bộ như này này, gá toàn bộ cái nhíp lên trước này. Đấy, thì anh em có thể chế nó dễ hơn. Đấy, còn thường thường thì bên em vẫn đang chế cho khách ấy, thì là cái độ rộng của nó là 58 phân thôi. Đấy, đế thì sau anh em bắt cái mặt sàn như trên này ấy, thì nó sẽ vượt qua bánh. Đấy, nghe được chưa? Đấy, còn tùy cái độ dài của anh em, tùy theo anh em chế, anh em thích dài thì cái trục cắt đăng nó sẽ dài. Còn cái về em thì em không bán cả cái khớp kia đâu. Thì về anh em nào mà có mua cái khớp sẵn ấy, thì anh em mua thì anh em về anh em tự điều chỉnh nó dễ hơn. Đấy, còn đây như này nó hoàn thiện đến gọi là 70% cho anh em rồi. Đây, cái này thì mình đang chế là 1m35. Đấy, thì hàn trực tiếp vào đây, sau anh em sẽ gia cố từ đây xuống, từ đây đấy, để cho nó cứng cái xe. Đấy, sau anh em bắt thùng lên thì nó dễ. Đây, mình quay thế này thì cho nó thoáng để cho anh em lắm được. Đấy, đấy, một bộ này thoáng gần như là nó đủ 100% rồi đấy. Đấy, cái đầu anh em có con quay cũ sẵn rồi. Đấy, chi tiết đấy. Đấy, anh em nếu mà chở lặng nhiều anh em mua số mạnh, số mạnh nhiều. Anh em lưu ý nhé, hàng này toàn hàng mới hết, để hộp số mới này, cầu số mạnh mới này, lốp mới này, nói chung là cái gì cũng mới cả thôi. Đấy, thì combo đấy mình nhắc lại một lần nữa là cầu này, nhíp này, quang nhíp với vắt đai nhíp với hộp số đảo chiều kia với hai khớp lối thì mình đang bán 5,5 triệu. Còn nếu anh em mua hộp số mạnh này nữa là 7 triệu. Đấy, nó combo đủ bộ hết, là bao cả phí vận chuyển cho anh em rồi nhá. Đấy, anh em có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình là 0364016683. Đấy, rồi cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Anh em có nhu cầu chế thì anh em cứ nhìn sơ qua như này là anh em có thể chế được rồi. Rồi, chào tất cả anh em.